Ok, hello chào mọi người, lại là mình đây, Kuro Gaming. Và hôm nay mình tiếp tục chơi Minecraft FMB 1.20. Tới ngày hôm nay thì thì hôm nay thì mình có cái đầu đầu heo này mọi người. Và cái cần gạt. Mình phải chôn xanh nha mọi người nhé. Mà để mình bây giờ thì như vậy có ác quá không ta? Sao vậy? Xanh ơi, Sao? em có muốn được tăng sức mạnh không? Tăng sức mạnh? Ừ, đúng Đương nhiên là vậy. có. Ok. Thì bây giờ em sẽ cởi hết giáp ra đi. Đặt cái này ở đây. Em sẽ đứng ở đây. Đứng đó nha, đứng sát vô đây, đứng sát vô, đứng sát vô. Anh sẽ cho em tăng sức mạnh. Nha. Thấy Thích. không? Làm luôn đi anh. Ok. Đặt cái cờ gạt ở đây. Em muốn tăng nhiều máu hay là tăng ít máu? Nhiều máu. Ok, em phải nhìn vô đây nè, nhìn vô cái lỗ này nè. Lỗ Thế này á? nè. Nhấn nút ship, ngồi gần đó. Nhìn sát vô, đứng sát vô, đứng sát vô. Rồi. Hả? Sao vậy? Cái gì đấy? Giận anh. Phải ra được. Thôi anh giỡn xíu mà. Ê, Không chơi với anh nữa. nhưng mà cũng dễ thương mà. Ê, từ 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 sao 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 anh. Thôi để anh giết em, em lấy ra được à. Thật á? Ừ Phải không vậy? à, em bị anh giết thì em lấy ra được. Anh giết đi. Em muốn chết bằng lửa hay là chết bằng 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 mất tim? Chết bằng lửa. Lửa hả? Rồi chết lửa đi, lửa đốt chết em á. Tội chứ, không chết luôn. Chết. Em qua đây, em qua đây, em qua đây. Cho làm tấm hình cái, cho anh làm tấm hình cái. Không. Ê, cho làm tấm hình, anh tháo cho. Đứng 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 nhanh lên rồi, đứng nhanh lên rồi, đứng đây nè, đứng đây nè. Đây ok. Ok. Lại còn chụp nữa. Ủa là không được chụp sao? Ok. Xong rồi. Đây. Rồi đó. Chết đi lửa đi. Tội nghiệp gì chứ. Không mấy ai tàn. Chả là cho xanh rồi, có hoa thứ này, cho nước, à cước, hi, đồ ngốc. Còn cười đúng không? Ủa nãy em có mang thứ ăn heo không vậy? Em có. Đây trả cho Đây em thì nè, đây có thật đây. Có thịt rồi. chưa? Không có giận nha, không có giận nha, anh đâu lấy tim em đâu. Biết rồi. Tưởng được tăng sức mạnh gì cơ. Em bị vừa lừa dễ quá, em dễ bị lừa quá. Không giận nhá. Đúng Vậy là trẻ trâu. ủa alo, anh làm gì đâu trẻ trâu Em nói anh đâu? tự Em nhiên. nói xong long thế, chúng ai thì chúng. À thế à. Tại vì anh thấy mắc cười bộ. Cái Mắc cười này. lắm à? Thì bị chôn. Bị chôn Ồ, đáng ghét. mà lo mắc cười. Thôi để tối anh chôn anh chị vô kia. Ó, thì làm cả. Ui, Cười. Cái đầu heo, cái đầu biến ngôi đầu heo, đặt tên là đầu heo. gì? Ý anh là em con heo à? Không, cái đầu heo đây nè, Đầu heo gì là con heo? cái đầu heo nè. Biết là nó tên đầu heo rồi. Đổi vô đi, đổi vô đi, đổi vô, đổi vô. Không. Đưa cho anh, đưa cho anh, thế anh còn chôn người khác. Em là người đầu tiên bị chôn. Lần sau đừng tin người nữa nha.
Em chỉ tin anh thôi đấy. Vậy hả? Mốt tin nữa không? Thế ấy. Mốt tin chứ. Ôi tin nữa hả? Nhìn tin mà bị lừa tiếp đấy. À. Ờ thà bị lừa nhưng mà vẫn tin đúng không? Không. Ghê vậy. Gheo. Ê ghê ghê ghê. Thì bà có nói chuyện với anh Bon không? Anh bảo ở đâu nhỉ? Mình đã chọn chỗ cái chỗ đó đó. Về chưa? Chắc là về rồi. Năm cái này anh đưa em năm tô tùm nha. Trời ơi bán ra cái cổ dưới trời. Đó là sở thú. Ui. Quê quá à. Tó à. Cái gì đây? Bông tuyết. Chó. Bon mập đẹp trai. Trai. Cái gì vậy? Trai đẹp trai đẹp Ông con trai. cừu nó không có tên à? Ủa nuôi cừu làm gì còn cần cần gì tên em. Nó đâu có đi chơi bamboo đâu. Thế à? Ừ. Giống mày nó Đúng đâu vậy? rồi. Có ai có slam không? Có anh đây nữa Ở có nhóm anh ạ. Yuki anh. Đây nào hả? Chắc là nhìn có cái rón rén nhanh đi đã thiệt chứ ta. Nhưng mà đi xuống cái anh sẽ City mới tìm được mấy cái này anh rồi chứ Enchant nó không ra. Nó vẫn ra đúng Ôi mà anh xuống anh City anh sợ lắm, lần nào xuống tay cũng rung ta? hết. Ô nhưng mà em Hãy vô, Enchant hãy vô. kìa đến đợi kìa anh. Ê, giao dịch, giao dịch. Năm cái tôi tầm anh ơi. Chậm 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 Trời ơi. chậm 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 Cái gì? chậm chậm Sao sao? chậm chậm Ủa chậm cái gì đắt vậy? À em không Thực ra nghe gì. em lấy chậm em năm chậm vàng chậm rồi, đi em em. đang cần vàng lắm. Trộm À gì? ok. Anh vứt ra lấy. Ui vàng của mình đâu hết rồi. Rồi anh không có Thôi vàng làm quá vậy không? không được đâu. Không bỏ chạy. Từ Thôi. từ để anh xem thử. Ui vàng mình đâu Tôn hết rồi trọng người ta. lớn tuổi mà anh. Tôn trọng người lớn tuổi. Đúng 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 đúng. Ê. Tôi không lớn tuổi đứng lên đầu anh ADN luôn. Đây 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 đây. Ủa bao nhiêu kim cương một cái vậy anh? Anh lấy 5 cục vàng à. Ủa Đó, cho em anh nhiều mới hơn đánh, luôn. anh mới đánh dưới hàng á nha, cho anh không về À Yuki lấy. thì em có nói gì Yeah đâu, rồi em có nói cảm gì ơn em rồi đâu, nha. sao anh bán rẻ vậy? Ui mém tỷ Em bự biết anh làm gì luôn chi á nên bon. làm mấy cái sợi dây Đúng rồi đúng rồi, đúng sợi dây sợi rồi. dây. À anh nghĩ là anh dắt hết thú về trong sở thú thì chắc lâu lắm, anh em mình có ai muốn quyên góp không? Anh cần Có thỏ không? Thỏ hả? Ok thỏ. Giữ Thỏ người của sao vậy ta. em muốn đặt tên gì không? Khi nào Anh cũng được Bon, hả? anh Em Bon, đặt anh tên Bon, em gì anh cũng Bon được. ơi, anh Bon. Đây. Anh em cho anh uống thuốc thử sức mạnh này nè, anh đứng ở đây. Đứng đây. Đúng rồi. Ôi thuốc sức mạnh này hiệu quả Anh có chuẩn bị trừ một tim đó nha. Không phải Không. đâu. Trước này. Có đâu anh này Ơi, sao á? không ơi, phải đâu, em không thấy phải. Hả? em vừa thấy cái đầu bí ngô nha, anh coi cẩn thận. Anh đây này, anh đây này. Bye nha, cảm ơn nhé. Trời ơi. Anh đây này thiệt á chứ. Buồn hết sức. Không sao không sao. Thôi chờ chị Yuki đi anh. Không chôn được người này mình chôn người khác. Còn nhiều người mà. Trời ơi. Anh đi nờ này anh báo quá trời báo luôn. Đi em ơi, đi 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 đi. Tí nữa là anh Bon đổi được cái đầu ấy ngồi. Tối chị vô kia mà đổi được cái đầu chắc chị cười khóc mất luôn á. Đi lên lầu anh đi nè. Nãy giờ quay được mấy chuột rồi đúng không? Những cái lúc nói chuyện thì em quay, còn cái lúc bay bay như thế này đừng không cần quay đâu. Vâng, em cắt ra mà. Ừ. Cứ quay nguyên dài xuống cũng được, thấy cái nào không cần thiết thì cắt. Hiểu không? Hiểu. Gì vậy? Anh vào đây làm gì? Anh tính tính dẹp mấy cái này đi nè, để anh dẹp anh dọn đi, nhìn thấy ghê quá. Thế này á? Ừ, cái cây đước á nó anh coi bên dưới nó mọc cái rêu cái dưới ghê không,
như là bỏ bi bỏ hoang á. Dưới đây vẫn còn dính nè. Thôi mình để vậy luôn được chị à, em ơi. Cái này mình dùng kéo mình cắt, mình lấy luôn cũng được. I hate you. Hiểu không? Hiểu chứ sao không hiểu? Hiểu 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 như nào? Nói nghe. Anh nói anh còn hỏi nữa. Giỡn ấy, giỡn ấy. Vui không? Không, không, không vui, nó giỡn thôi, giỡn thôi. Giỡn thôi mà. Anh biết em là học sinh giỏi mà. Cái này liên quan gì? Ủa, học giỏi tất nhiên là phải biết tiếng Anh chứ. Ê, câu này ai chả biết. À, đơn giản quá hả? Đúng rồi. Nói câu khó hơn nhé. Nói đi. Thôi nhưng mà anh ngu tiếng Anh lắm, anh không nói đâu. Đi ông đi 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 vào farm như gì ta? Farm sách. Đi vào farm sách. Chỗ kia. Ừ. Đi farm sách sự ơi, nó cái sách gì ta? Cái sách xịn xịn đó đem mình bán. Em nghĩ là cái tội mà thôi cũng kệ. Em đã cảnh cáo sai anh rồi, là hay Red là né ra, nhưng mà không chịu. Chứ bây giờ em nói anh nghe nha. Bây giờ Red đi săn mình dùng cánh mình bay sao giết được? Đúng rồi, chính xác. Đó. Mà giờ xin đi tin quá, tin người quá. Đấy, em cảnh cáo rồi chứ bộ. Do không chịu tin em mà lo tin người ta. Thế là lầm luôn. Thế là chết luôn. Thế là buồn. Anh nghe, em nghe Red là kể là xanh chết xanh khóc quá trời. Đúng rồi, trời khóc. Trời như... ơi. Nghe kể nè. Nhưng mà khúc tới khúc sau, anh vô khúc sau thì anh thấy là hình như Shinji, con bé Shinji là nó im luôn chứ nó không có nói gì nữa. Im. Ủa thì lúc đầu rõ ràng là lúc đầu em nói rồi. Red thì cứ né ra đi. Chạy 360 độ. Ôi chết, thằng quỷ này. Láo rồi. Giỡn xin lỗi. Vô em vô xin vô lấy. Quá chạy luôn. Giỡn là được á, trời ơi. Đang nói chuyện với anh đây nè, tự nhiên vô chém ta mấy cái à. Ngựa chém ta mấy cái. Ủa, trời. Sao tự nhiên dưới đây có con zombie? Ủa, tự nhiên chơi rồi. Ủa, đang nói chuyện với anh đây nè luôn á, tự nhiên bay xuống chém. Trời, tưởng người ta chém mình trời. Sợ nha. Ủa, tưởng đi chơi rồi. À, đi chơi ngày rưỡi không? Ủa, về rồi hả? Nhanh vậy? Mệt lắm, đi chơi mệt lắm. Đi chơi anh cũng không mệt lắm đâu. Ôi, cái lần mất 81 nó cao, kinh khủng luôn. Ủa, nó ở, cái rẻ nó ở lần mất 81 hả? Đúng rồi, ở đó anh. Giàu. Ủa, cũng mệt phết chứ. Cái Vinhome, này chắc... đem ở Vinhome. Này thuê căn hộ luôn rồi anh, chứ không phải là thuê phòng gì, khách sạn gì nữa. Ui. Ủa, lần, thuê hay là lần mất 81. Thuê ở ngày. Thuê ở mà, thuê lên mắt luôn rồi anh. Tử mà em, quên à. Ừ, nhưng mà bữa anh thám tử giết cô trợ lý. Bây giờ thấy thân quá. Nguy hiểm thế. Em còn có chiếc tim đấy. Tự nhiên ổng vậy là diễn chém rồi. Nó mặt quá à. Mày đi khám mắt. Đúng là cuộc sống mà. Có ai đâu ngờ. Đâu ngờ. Red không vô đây vậy? San. Gì vậy? Và San tin điều đó San. Vô chờ ra là giết nó chứ sao? Đúng rồi. Anh đã nói với em rồi, anh đã nói với em rồi. Thấy Red cứ chạy đi, đừng bao giờ đứng lại nói chuyện. Bị lừa. Em còn nói chuyện đâu. Sao em dùng cánh sao giết em được, đúng không? Bay trên trời sao giết được? Đố ông nội anh cũng không phải. Biết được. Chứ bị gì mà gì bị giết? Thì thì sao? Xuống cái chỗ DN để farm ấy. Thế là cánh em đâu? Thì cánh em đây. Ờ.
Em tham chứ đó bị sao nữa? Không, em chở anh Siro đi. Siro dáng đẹp đấy em. Không biết à? Chết. Anh nói cho em nghe nhá. Em ở dưới đó làm sao Red biết em dưới đó được đúng không? Chỉ có thằng Siro nhắn tin riêng với thằng Red thôi. Nó chỉ em ở dưới đó, nó canh trước, nó sẽ làm chết. Vì có. Thôi. Em đi, anh Red cái đó là chuyện của em. Chết. Đúng không? Lúc đầu thương, san tổn thương. Lúc đầu là em được bắn cung vô Sa Hanji, bây giờ em lại nói như thế sao được? Em tin nhầm người nó là San, lần này em lại sai người nó là San à. Trời ơi. Thôi anh hỏi em nhá. Em ở dưới DN, sao Red biết em dưới đó được? Có người nói em là có người nhắn tin cho Red thì em mới biết em dưới đó chứ, đúng không? Người đi chung với em là ai? Là Shido. Họ có thể nhắn tin riêng được trong Minecraft mà em quên điều đó à. Em đi một mình rồi, thì không sao nhưng mà đấy, suy nghĩ. Em đi một mình thì không sao nhưng mà em đi chung với một người đã từng cầm cung bắn em. Trời ơi. Cười ơi, có cười quá. Quái nồi cười. Thôi chịu rồi, em tin người vậy chết rồi. Và thế là hết. Hết. Yeah. Thôi em chết gì cũng đáng lắm mà. Tại vì không? Tại vì em tin người quá. Người ta đã lúc đầu cầm cung bắn em không lý do rồi. Em còn cho người ta đi chung với nhau, đi chung để người ta. Bây giờ người ta đi chung với em, người ta đâu có đồ đâu. Người ta quýnh lại em, thì người ta sẽ kiểu kêu Red lên kế hoạch bắt em. Thì người ta giúp sẽ ông. Kiểu vụ đi, vụ xì rơi ra ngoài anh chém cho. À, người ta dụ em người ta dụ em ở bển để Red chặn đường đánh em đấy. Chứ làm sao mà sao bắt em được, dùng cánh sao giết được. Em ủa này... Siro còn nhiêu team Siro? Hả? 5 team, ấy lộn 6 team. 6 tiệm, chờ cho coi. Thấy chưa, em thấy mình bị lừa chưa? Anh nhìn anh chỉ biết cái suy nghĩ đó thôi là anh trúng bóc luôn. Ủa còn San mất là San giờ còn 11 tiệm hả? Không, em 9 tiệm. Ủa, mất 3 tiệm rồi kìa. Nhanh vậy. Mới 4 tiệm đấy anh. 4 tiệm luôn. Vâng. Ai lấy rồi? Anh Brent. Lấy hết luôn. Vậy. Dừa. Tại sao lúc đó em không nghĩ là Red biết em ở dưới đó mà chặn đầu em được, đúng không? Làm sao biết được? Biết được cũng ghê em đó. Có người báo nên Red mới biết ở dưới đó nó canh trước thôi. Trời ơi. Go. Ừ. Con này. Vô. Không. Nè. Làm gì vậy? Làm gì máy tính nghe tiếng cạch rồi xong tiếng chuột rồi tiếng tôi bị gãy rồi. Gãy chân mít rồi. Thấy bà đang để cái mít cái dưới cái bàn à. À. Vậy là khó luôn, bây giờ chơi cái gì làm cái gì cũng phải nghe hết. Em nên suy nghĩ về cái mối quan hệ cô trợ lý và anh thám tử đi. Tin người quá. Trợ lý anh thám tử. Đây cô trợ lý nè, anh thám tử nè. Đó, xong bị Red lợi dụng xong lấy team hai người luôn. Trời ơi, tin người quá, tin Red quá trời luôn. Gặp anh là anh sẽ không bao giờ tin bất kỳ ai trong này cả, biết không? Thân anh ấy lo. Thân mình lo chưa xong, lo đến người khác rồi. Mình đang bị săn mà trong đó khi đó em đang bị săn nữa, em lo tới người khác. Đúng là cô trợ lý lo cho anh thám tử khác. Alo, hôm bữa đúng là